và tôi chơi, tôi muốn mọi người cô hôm nay là tôi ăn liên hoan nên á là cô bật nhạc cho cả lớp nhảy nhảy đổ, cái tôi mọi người biết tôi nhảy sao, tôi lắc cái đầu lắc qua lắc lại bây giờ nhấc cái đầu của tôi xiu 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 nhấc luôn á. Giờ tôi phải làm để hết nhất và hôm nay tôi sẽ được nhận giấy khen này. Trương Nguyễn Thanh Thư, đây là sống em bác Hồ, tôi sẽ quay cho mọi người coi nhé. Ở đây Trương Nguyễn Anh Thư nha, tôi chỉ được học sinh tiêu biểu thôi, cái khen lớp 39. Sau đó là ý cháu em bác Hồ công nhận em Trương Nguyễn Anh Thư, chỉ đợi lớp nhi chi gì từ à chi đội lớp nhi đồng 39 liên đội tiểu học Chị Đông đạt danh hiệu cháu ngoan với Hồ năm 2023-2024. Đây là đạp đây à, mà mọi người tôi bất ngờ là tôi thấy những đạp, trời ơi nó bọc xíu, trời ơi nó bọc siêu 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 xinh luôn nha mọi người. Con bướm này xinh luôn, cái này là happy. Happy là gì tôi không biết nha. Bây giờ tôi sẽ mở ra. Đây, bây giờ tôi sẽ khui ra đây. Ê, khui siêu dễ luôn mọi người đây. Nhưng mà tôi sẽ khui từ từ thôi nha. Tối nay nữa nè, ở này còn dễ màu kêu nữa. Đây. Đây là tôi tí à. Tôi đang nằm khui á, tại vì ngồi dậy là nhức đầu, ngồi dậy nhức đầu rồi mọi người. Nên tôi phải nằm tôi khui. Ủa, à đây. Đây, cỏ này nữa, trời ơi. Gió gì mà kỹ như vậy. Đây, sắp mở ra được rồi. Cố lên. Rồi ok, mở ra được bên ngăn này à, bây giờ phải mở bên này nữa. Không biết sẽ là tổ chức gì đây. Rồi cứng quá. Thì do tôi à, tôi đang một tay đang quay rồi một tay thì á đây khui nên mọi người tôi tắt một cái nha. Tôi cũng đã khui hết hai bên rồi nha. Bây giờ sẽ mở ra thử nha. À, còn bên này nó chưa khui xong. Bên này thì dễ thôi. Nó xong rồi. Còn bên này nữa. Mọi người đợi tí nha. Tôi cũng đã khui xong hết hai bên nè. Sẽ mở ra. Đấy. Ê, đây là một cây hút Doraemon nè. Rồi sau đó là một cái sắp nhãn vỡ và một cục gơ, một cái bút chì và một cái bút mực và có 1, 2, 3, 3 ủa lộn 5 quyển tập đây. Ôi nhưng mà tập này yếu hơn rồi mọi người, nhưng mà tôi sẽ không cười ra đâu nha, tôi sẽ để dành. Bye bye mọi người nha.